Đức Phật dạy rằng, trong lòng không khuyết thiếu thì được gọi là phú, được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng sảng khoái không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lượng. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên đi phiền muộn. Đó là nội dung trong câu chuyện Làm sao để thoát khỏi bể khổ mà chúng tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn trong chương trình này hôm nay. Tại sao già khổ? Tại sao bệnh khổ? Tại sao chết khổ? Tại sao ái biệt ly khổ? Và làm sao thoát khỏi những cái khổ này? Tại sao già khổ? Vì già không biết làm gì, cứ đi tới đi lui, nhớ con nhớ cháu, buồn ủ rũ, hết trách người này tới trách người kia. Thành ra thấy tôi già lê thê, đen tối, nên già là khổ. Vậy già không khổ phải làm sao? Người già nên biết là dùng tuổi già trong công việc. Những chị không có trách nhiệm, cứ ở tại nhà tìm những gì hay, những chị đẹp dạy cho con cháu, đem bài kinh hay, đoạn sách tốt để dạy con cháu, đó là vui rồi, đâu phải làm việc gì nhiều. Cũng như chúng tôi, một ngày sống là một ngày phải làm được cái gì cho mình và cho người. Lợi ích được cho mình, cho người thì vui, chứ đâu có khổ. Như vậy thì nói già khổ hay vui? Già thì thế nào cũng có kinh nghiệm hơn người trẻ. Vậy tại sao chúng ta không đem những kinh nghiệm ấy dạy lại cho người sau? Vì vậy, tuổi già không phải là thừa, không phải là bỏ đi. Mỗi ngày chúng ta sống đều có giá trị thì cuộc đời già là vui, chứ không phải là khổ. Nhìn thấu cái đau, điều này đa số chấp nhận. Có người nào đau mà không rên đâu. Rên tức là khổ chứ gì. Nhiều người than rằng, sao tôi bệnh hoạn lê thê, kéo dài năm này qua năm nọ, thiệt là chán quá, nên vì đó thấy bệnh là khổ. Nhưng với con mắt nhà Phật, bệnh cũng không có khổ. Vì sao là không khổ? Vì Phật dạy, thân này do nhân duyên hợp, trong đó có đất, nước, gió, lửa. Kinh Niết Bàn nói, tứ đại là bốn con rắn: con rắn nước, con rắn lửa, con rắn đất và con rắn gió. Tôi xin nói cụ thể hơn là con rắn nước là rắn hổ ở dưới nước, con rắn lửa là rắn hổ lửa, con rắn đất là con rắn hổ đất, con rắn gió là con rắn hổ mây. Bốn con rắn hổ này nhốt trong một cái giỏ thì chúng phải cắn nhau, chống chọi nhau thôi. Người nuôi rắn thấy bốn con cứ chống nhau hoài, làm cho con này con nọ cứ bất an, thì phải can thiệp cho chúng hòa với nhau mới yên được. Chúng ta mang thân đất, nước, gió, lửa, bốn chất đó có hòa hợp với nhau không? Ít hôm thì lửa thắng nước, lúc đó nóng quá phải kiếm cái gì uống cho mát, đó là điều hòa rắn hổ lửa. Ít hôm nước thắng lửa thì bị lạnh, run rẩy, phải kiếm cái gì đó uống cho ấm, đó là điều hòa con rắn nước. Ít hôm nữa lại thấy rắn đất bị hổ mây cắn, lúc đó chúng ta kêu trúng gió, phải đánh gió hay tìm cách này cách kia làm cho gió ra thì thân mới nhẹ. Cho nên mới nói gió thổi mạnh thì đất rung rinh. Chúng ta luôn luôn chống chọi nhau, chúng ta phải điều hòa chúng, như vậy nhàn hạ hay là khổ? Ai cũng có bệnh, nếu không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ, không bệnh nhiều thì cũng bệnh ít, chứ không ai hoàn toàn không bệnh. Vì bệnh là khổ chung của tất cả mọi loài. Nhiều khi bệnh lăn lộn rên, rên là khổ. Nhưng giờ đây biết tu, khi bệnh chúng ta phải làm sao? Chúng ta nhìn bốn con rắn này, xem đứa nào thắng, đứa nào bại, biết rõ bốn con rắn độc đang chống chọi với nhau. Chúng ta không chấp thân này là thật, tứ đại tụ hợp nên có thân, nhưng vì tụ hợp trong sự chống chọi nên thân này là khổ. Chúng ta biết rõ nó không chắc, không bền, không có gì quan trọng nên bớt khổ. Thường bệnh đau chúng ta thấy khổ vì thấy thân là trên hết, vì sợ chết. Nếu biết rõ nó là tướng duyên hợp thì hợp cũng tốt, mà tan thì cũng vui. Nếu nó còn thì chúng ta dùng vào việc hữu ích, nó mất thì chúng ta ra đi một cách thảnh thơi, có gì đâu mà sợ.
nếu không sợ chết thì đau mặc cho đau, nó đâu có thiệt gì. Ngày xưa có một vị thiền sư bị bệnh, thầy trí sự lên thưa: Bạch hòa thượng bệnh có cái không bệnh chăng? Ngài đáp: Ôi da, cái biết rên đó nó không có hình tướng nên không bị bệnh, còn bệnh là thân này bệnh. Như vậy chúng ta biết ngay nơi thân này là duyên hợp tạm bợ. Có hợp thì phải có tan, không có thì không có gì quan trọng, không quan trọng thì bớt khổ. Đồng thời chúng ta cũng biết ngay trong thân này có cái chân thật không hình tướng, nó chính là chủ trì của thân. Biết rõ cái đó thì thân có đau, có nhức là chuyện của thân. Nhìn được cái đau tức là chúng ta không đau. Tử như cởi áo hạ. Ai cũng thấy người sắp chết thở hổn hển, trăn trở bứt rứt, hết sức khổ nhọc, nên nói chết là khổ. Người nếu khéo tu, nhất là tu thiền, sẽ thấy khác. Khi ngồi thiền từ 1 giờ, lần lần tới 1 giờ rưỡi, 2 giờ, càng tiến lên, chân đau vô kể, nhưng ráng chịu đựng. Thắng được nó rồi thì sẽ qua luôn, không còn đau nữa. Thắng được là có gan dạ. Vì có gan dạ nên mới thắng được. Khi chúng ta chết, thân tứ đại rã rời tan nát, làm sao không đau đớn? Trong khi đau đớn, chúng ta nhìn nó, biết nó là bại hoại. Còn cái biết bại hoại đó không bại hoại, không đau đớn. Biết rõ như vậy thì chết không phải khổ nữa. Cho nên ngày xưa, thiền sư Từ Minh ở Trung Hoa có nói câu kệ: Sinh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ. Mùa đông lạnh lẽo, được đắp chăn ấm là vui. Mùa hè nóng bức, mồ hôi tươm ướt áo, được cởi áo đi chơi là khỏe. Với người biết tu thì sinh tử như trò chơi, không có gì quan trọng, nên không có gì khổ hết. Chỉ người không biết tu, sống lo bảo vệ, săn sóc, cung dưỡng cái thân này, nên khi thân này bại hoại, chới giới, không biết nương tựa vào đâu, vì vậy mà khổ. Khổ hay vui là tại người biết tu hay là không biết tu mà thôi. Thân này tuy có hợp có tan, nhưng ông chủ không mất thì còn gì khổ. Vì vậy chết cũng không phải là khổ. Ái biệt ly khổ, tức là người mình thương yêu mà phải xa lìa nên khổ. Nếu chúng ta biết thương yêu là gốc của đau khổ thì nên bớt thương yêu đi thì bớt khổ. Nói hết thương yêu, người ta lầm tưởng đạo Phật khô khan quá, không biết thương ai hết. Tôi thường thí dụ như một dòng suối nhỏ, nước từ đầu nguồn tuôn chảy rất mạnh. Vì dòng suối nhỏ mà nước nhiều nên nó chảy xiết. Còn biển cả mênh mông, thấy như không chảy mà thật ra nó chảy ngầm. Nếu không thì làm sao có nước rộng nước lớn? Cũng vậy, thế gian cột trói mình trong tình thân thuộc, tình bè bạn, nên khi xa cách phải đau khổ. Còn người tu thì mở rộng lòng thương hết chúng sinh, nên ai chúng ta cũng thương. Vì thương tất cả nên như biển, không chảy xiết nên không khổ. Tình thương có cột trói là khổ, còn lòng từ thương hết mọi người thì không khổ. Người này đi vắng thì còn bao nhiêu người khác chúng ta phải lo cho, có rảnh đâu mà nhớ thương một người. Như vậy, tâm từ bi là tâm tràn trề lai láng, không có hạn cuộc. Còn ái kiến là cột trói, mà cột trói riêng biệt thì là khổ. Vì vậy nên nói ái biệt ly khổ. Nếu chúng ta dứt được lòng ái thì tự nhiên khổ theo đó dứt hết, sẽ vui được ngay. Thưa quý Phật tử và các bạn, Đức Phật dạy, người có nhiều đức tính tốt hơn ta là bậc thầy của ta. Ta học được những cái hay của họ. Người có cái dở hơn ta cũng là bậc thầy của ta. Ta cũng học để tránh. Thầy hay, chúng ta học bắt chước. Thầy dở, chúng ta học để tránh. Chúng ta thấy tổ dạy quá kỹ: Nhược nhân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Tức là người tu hành chân thật thì không thấy lỗi của người đời. Vì thấy lỗi người thì quên lỗi của mình. Hễ quên lỗi mình là không tu, mãi lo nhớ anh này dở, chị kia kém, rồi buồn giận phát sinh.
người tu thực thì hằng xét nét lỗi của mình. Mình còn tham, ít biết nhẫn nhục, nhiều si mê để khiển trách và sửa chữa. Nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thì tả. Có nghĩa là thấy lỗi người thì lỗi mình đến bên cạnh rồi. Tại sao vậy? Vì khi thấy lỗi người, tấm ngã mạn liền sinh. Vì vậy phải dè dặt, đừng thấy lỗi người mà phải thấy lỗi mình để mình tu sửa cho tiến bộ. Thấy lỗi mình, bỏ lỗi người. Tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá. Có nghĩa là nếu người làm trái là họ chịu, mình đừng giành cái trái của người. Thế mà người đời cứ đi giành cái trái của người ta, thấy ai làm lỗi liền sinh bực bội, nóng giận. Như vậy là người có lỗi, mình liền xin lỗi, tức là mình giành lỗi với người rồi. Nhiều người nói mới nghe coi như họ tích cực lắm, kỳ thực thì họ chưa biết tu. Họ cho rằng mình phải thấy lỗi người để chỉ trích cho họ sửa. Nếu mà không chỉ thì để họ trái hoài hay sao? Thoạt nghe thấy như tốt lắm. Nhưng nếu cứ thấy lỗi người hoài thì sinh tự cao ngã mạn, đó là cái bệnh lớn của người tu, đâu phải là người tốt. Đảng tự khước phi tâm, đã trừ phiền não quá. Có nghĩa là chỉ nhìn lại mình để thấy cái tâm sai quấy lỗi lầm mà phá bỏ nó, luôn luôn do dứt trừ phiền não để cho tâm được trong sạch. Được như vậy thì tánh ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngoạ, tức là yêu ghét không bận lòng, thì lúc đó duỗi thẳng hai chân ngủ một cách thoải mái. Sợ vậy chúng ta nằm xuống ngủ không được, làm gì nhớ người này nhớ người kia, buồn người nọ, trách người nọ, tâm tư cứ quay cuồng thì làm sao mà ngủ cho được. Người thật tu thì hết khổ, còn người tu giả cứ thấy lỗi người hoài thì khổ hoài. Tu là cốt đem lại sự an ổn cho mình và cho người. Nếu mình bất an thì mọi người cũng bất an lây. Thế cho nên phải buông xả hết thì mới có thể tiến tới chỗ an vui. Khi mình được an vui thì người cũng được an vui lây. Nếu mình cố chấp, phần mình đã khổ lại còn làm khổ lây cho người khác nữa. Nhớ đừng mang tâm trạng tìm lỗi người khác mà phải luôn nhìn lại lỗi mình. Phải dẹp lỗi lầm của mình, phá sạch tâm phiền não, buông xả lòng yêu ghét. Có như vậy mới thảnh thơi hết khổ được. Bồ Tát thường bất khinh, thấy ai cũng có Phật tính và sẽ thành Phật. Không thấy người nào dở cả, nên đi đâu gặp ai, Ngài cũng nói: tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Nếu thấy ai cũng sẽ thành Phật thì có khinh chê người nào đâu. Vậy chúng ta hãy kiểm lại mình và nghĩ rằng chung quanh mình ai cũng trở thành người tốt, tốt bằng mình hoặc tốt hơn mình, thì mình đâu có chê chán ai, đâu có xa lánh ai. Còn nếu mình thấy ai cũng xấu hết, chỉ có riêng mình là hay, thì ai giúp mình được nữa. Bởi thế cho nên phải nhớ cho kỹ là phải thấy lỗi của mình, tìm cái hay của người. Học người để rèn mình. Phật dạy rằng người có nhiều đức tính tốt hơn ta là bậc thầy của ta. Ta học những cái hay của họ. Người có cái dở hơn ta cũng là bậc thầy của ta. Ta học để tránh. Thầy hay, chúng ta học bắt chước. Thầy dở, chúng ta học để tránh. Cũng vậy, khi phát tâm tu, người trợ giúp phương tiện để tiến là thiện tri thức. Mà người làm chướng ngại để thử thách coi mình tiến tới đâu cũng là thiện tri thức. Người giúp phương tiện là kéo mình lên từ từ, người thử thách giúp mình nhảy giọt. Cả hai đều là người tốt giúp mình tiến, cho nên không có người nào để cho chúng ta chê chán cả. Người phát tâm tu, không ai mà không thầm hứa chinh phục tham sân si. Đã ngầm hứa như vậy rồi thì những cơ hội khơi dậy tham sân si là cơ hội tốt để cho chúng ta điều phục nó. Nếu chúng ta chưa điều phục được thì trách mình hay trách cơ hội? Phải tự trách mình còn yếu. Nhưng mà đa số người tu gặp chướng duyên cứ trách thiên hạ, trách hoàn cảnh. Tôi tu mà thiên hạ phá tôi hoài. Chớ không ngờ chính mình vì mình không thật tu hoặc tu còn yếu không chuyển được cảnh
rồi thối chuyển, lui sụp. Nếu nói theo đạo lý chân thật thì thế gian này không ai phá mình cả, chỉ có mình phá mình. Tất cả cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, tự nó không bắt mình thành tốt hay là thành xấu, mà là chính mình mới thành tốt hay thành xấu mà thôi. Thí dụ có một Phật tử mới phát tâm đi tu, đi đường bỗng thấy một thỏi vàng rớt trên đất, động lòng tham lượm bỏ túi. Từ đó tâm bất an, toan tính đủ chuyện hết. Bất an là do không điều phục được lòng tham, lòng nó quấy phá mất thanh tịnh mà đổ thừa do vàng cám dỗ. Nếu thấy vàng thì thấy, cứ đi đi, không bận lòng thì có gì mà trở ngại. Trong cuộc đời này không có cái gì ở bên ngoài hại mình bằng chính mình không làm chủ được tham sân si nơi mình. Nếu biết gốc của tai họa từ tham sân si ở nơi mình thì phải thẳng tay mà điều phục nó, chứ không có kêu ca than trách người, trách hoàn cảnh. Đường đến an vui, Phật và Bồ Tát chỉ cho chúng ta con đường rất cụ thể, đó là biết như thật điên đảo, không thọ tất cả pháp, nội tâm tịch diệt đến niết bàn. Vậy thấy như thật điên đảo là như thế nào? Điên đảo là thấy đầu làm đuôi, giả cho là chân, thấy trái ngược gọi là thấy điên đảo. Thí dụ, được khen thì vui, bị chê thì buồn. Lời khen chê là âm thanh vừa phát ra liền mất, nó không thật mà chấp nó là thật. Chẳng hạn người tửu lượng thấp uống có nửa lít rượu đã say mềm, khen người tửu lượng cao uống một lít không say là giỏi, là hay. Còn người Phật tử giữ năm giới không uống rượu bị chê là người bỏng sẻn không biết ăn chơi. Nếu qua lời khen đó mà vui, qua lời chê đó mà buồn là điên đảo. Vì cái không đáng buồn mà buồn, không điên đảo thì là gì? Cái không đáng khen mà khen, khen để đi tới chỗ chết. Cái khen đó là hại, tại sao lại mừng? Lời khen chê không có giá trị thật, mà lầm tưởng là thật, đó là điên đảo. Điên đảo mà tự mãn với điên đảo, nên rồi cứ đau khổ. Nhóm người này khen mình, lại có nhóm người khác chê mình. Khen chê tùy chỗ, tùy thời, tùy theo cái nhìn của mỗi người, không có lẽ thật mà mình chấp là thật, đó là sai lầm. Tiếng nói đã không thật, giá trị khen chê cũng không thật. Hai cái không thật tưởng là thật, không điên đảo là gì? Do không biết như thật điên đảo nên mới chấp nhận các pháp. Khen thì vui nên giành được khen rồi dẫn tới đấu tranh, bị chê thì buồn nên nổi sân giận sinh đấm đánh lẫn nhau, gây đau khổ cho nhau không có ngày cùng. Ngày nơi cái điên đảo mà thấy đúng như thật thì không chấp, không tạo thêm tội lỗi, mà phát triển điều hay điều tốt. Chẳng hạn như biết thân này là vô thường, giả tạm không thật, nhưng vẫn đem nó ra làm việc hữu dụng cho đời. Sống một ngày làm cho xứng đáng một ngày, ngày mai còn làm nữa, ngày mốt còn làm nữa, làm hoài cho tới chết mới thôi, không chán. Nếu nghĩ thân nay còn mai mất, làm chi cho mệt, ngồi chơi uống trà cho khỏe là tai họa. Cùng một sự việc mà thấy đúng thì cuộc sống có giá trị, đời vui tươi. Nếu thấy không đúng thì gây tai họa lớn không thể lường được. Vì vậy, người học Phật nương theo cái nhìn của Phật là thấy tất cả điên đảo đúng như thật, để không thọ nhận các pháp, cho tâm được tịch diệt và đến Niết Bàn. Niết Bàn đối với chúng ta gần hay xa, và có ai không có quyền đến hay không? Ai cũng có quyền đến Niết Bàn với điều kiện như đã nói trên. Phật dạy cách tìm vui trong bể khổ. Phật dạy chúng ta biết cách hành điều vô thường, điều là pháp sinh diệt. Chúng ta đừng cố chấp, đừng luyến tiếc, đừng quá thương yêu, mà phải làm sao cho tất cả những thứ sinh diệt đó lặng hết, thì tịch diệt là niềm vui an lạc sẽ đến. Muốn mà không được, đó là khổ. Cầu là mong cầu, bất đắc là không được như ý, nên khổ. Chúng ta mong muốn hoặc trông chờ điều gì mà không được thì khổ. Nếu chúng ta không thèm mong cầu chi hết, ngày nay sống lo việc ngày nay, không trông đợi ngày mai thì tâm an. Ngày nào chúng ta cũng làm tất cả việc tốt, việc lành, cứu người này giúp người kia,
không giúp được người thì giúp vật, không cần cầu việc gì cao xa mà chúng ta dâng được an lành. Do đó, chỉ cần dẹp lòng tham cầu thì tự nhiên hết khổ. Nên nói hết tâm tham cầu liền được an vui. Ghét phải chạm mặt là khổ, thù oán mà gặp lại nhau thì khổ. Ghét ai đó cay đắng mà họ cứ ngồi trước mặt mình hoài cũng khổ lắm chứ. Bây giờ chúng ta đừng thèm ghét ai hết thì không còn khổ. Không khổ tức là vui rồi. Như vậy, từ mê muội mà khổ, bỏ mê muội đi thì vui. Như có nhiều người đang đi trên một chiếc thuyền qua biển, sóng gió trong chanh làm thuyền muốn lật. Lúc ấy, mọi người có rảnh rỗi để cãi giả giận hờn nhau hay không? Hay ai cũng lo làm sao cho khỏi chết? Trên thế gian này cũng vậy, ai ai cũng có bao nhiêu thứ hoạn nạn đang chực chờ, nên ai cũng là người đáng thương. Mình đã đáng thương rồi, mọi người xung quanh lại càng đáng thương hơn. Vì vậy, thương nhau không hết, có đâu giận hờn làm khổ cho nhau. Ai ưa giận hờn, người đó không hay dạy. Vậy mà thế gian cứ giận hoài. Có người còn nói, tôi giận người đó mấy chục năm rồi chưa hết. Vì ấy đâu biết ôm ấp giận trong lòng là mình đang chứa những hòn lửa than, sẽ thiêu đốt ta gầy mòn héo hon. Giận nhiều thì hại nhiều, không có lợi ích gì cả. Vượt qua rồi chúng ta nên xí xóa với nhau rồi cười vui. Cuộc đời tạm bợ mà. Thật ra chúng ta còn là phàm phu, bảo đừng giận thì chưa có được. Xong, có giận nên bỏ mau đi một chút. Kinh Phật có câu: tấn hận bất cách túc, tức là tăng giận không quá một đêm. Chúng ta cũng giận khi nghe lời trái tai, nhưng giận một chút rồi bỏ đi, dứt tâm quán hờn thì chúng ta được an vui. Ngủ ấm xí thạnh khổ, tức là thân năm ấm này mạnh mẽ hưng thịnh quá thì cũng khổ. Ngược lại, nếu biết dùng thân năm ấm để tiến tu thì sẽ an vui. Thí dụ như khi mình đi qua sông không có thuyền bè, nhờ khúc gỗ mục giúp mình lội qua sông. Nhưng đã qua sông rồi phải biết bỏ khúc gỗ đi, không nên tiếc. Thân này cũng vậy, bệnh hoạn đau ốm đủ thứ, chúng ta lỡ mang vào rồi phải dùng nó cho có ý nghĩa. Dùng thân làm lợi cho mình, đánh thức cho người, chỉ vì việc tiến tu thì đó là hữu ích. Còn nếu cung dưỡng săn sóc thân cho lắm, tới ngày nó mất thì khổ đau. Như vậy, mấy thứ khổ đã kể này không phải thật khổ. Chỉ khi chúng ta mê, chúng ta mới thấy thật khổ. Nếu tỉnh giác thì không còn khổ nữa. Phật nói khổ để chúng ta thức tỉnh. Thức tỉnh thì không còn khổ mà là được vui. Trong Kinh Niết Bàn, Đức Phật có dạy bài kệ: các hành vô thường là pháp sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Có nghĩa là tất cả các tướng có đi có lại, các sinh hoạt ở thế gian đều là vô thường, không bền lâu, thuộc pháp sinh diệt. Từ thân hành cho tới ý hành, cả hai đều thuộc về pháp sanh diệt. Tất cả các thứ sanh diệt lặng hết thì tịch diệt hiện tiền. Chỗ lặng lẽ đó chính là an vui. Chúng ta hiểu đạo lý, phải khéo ứng dụng tu như vậy. Một là đừng chấp thân vô thường là thật. Hai, phải lặng tâm vô thường sinh diệt xuống, lúc đó chúng ta sẽ hết khổ được vui. Đối với người tu niệm Phật, phải niệm Phật cho nhất tâm, khi tâm sinh diệt hết mới được sanh cõi cực lạc. Đối với người tu thiền, nếu tâm sinh diệt lặng thì định, do định nên trí tuệ phát sinh, ấy là vui. Xin đừng cố chấp. Phật dạy chúng ta biết các hành đều vô thường, đều là pháp sinh diệt. Chúng ta đừng cố chấp, đừng luyến tiếc, đừng quá thương yêu, mà phải làm sao cho tất cả những thứ sinh diệt đó lặng hết, thì tịch diệt là niềm vui an lạc sẽ đến. Trong nội tâm của mình, nếu cứ lo nghĩ chuyện này chuyện kia dồn dập, lúc đó gương mặt mình buồn bã. Còn ngược lại, nếu tâm mình thơ thới, không có một niệm lo nghĩ nào hết, lúc đó gương mặt của mình tự nhiên được tươi vui. Như vậy, cái sinh diệt lặng rồi thì tịch diệt tức là nguồn vui hiện tiền. Nên người khéo tu lúc nào cũng tìm cách đưa tâm sinh diệt của mình đi đến chỗ lặng lẽ.
đó là nguồn an lạc lớn lao nhất của người tu. Nói tóm lại, chúng ta tu Phật là vui hay khổ? Tu Phật là vui. Phật nói khổ để chúng ta tìm ra nguyên nhân của khổ và diệt khổ thì được an vui. Người không hiểu rõ đạo Phật nên đánh giá sai lầm, cho đạo Phật là bi quan, yếm thế. Người hiểu đạo Phật đúng đắn là người biết tìm về nguồn an vui, biết tìm về nguồn giải thoát, chứ không phải khổ đau như người ta tưởng. Đức Phật ra đời vốn đem lại ánh sáng chân lý cứu khổ cho thế gian. Ban đầu, Ngài nói rõ khổ, chỉ ra tướng khổ, rồi chỉ rõ nguồn gốc của khổ, để giúp người giải tỏa khổ, được an vui. Không phải Ngài nói khổ để mà khổ, để bi quan chán đời. Thấy khổ rồi vượt thoát khỏi khổ và giúp cho người thoát khổ, đó là con đường chuyển hóa tiến lên, đem lại niềm vui chân thật cho đời. Người học Phật khéo hiểu đúng chánh pháp, có cái nhìn sáng tỏ, cởi mở tình chấp sai lầm, nhẹ bớt chấp là nhẹ bớt khổ ngay hiện tại, đó là lợi ích thiết thực của Phật pháp ngay tại thế gian. Học Phật mà vẫn cứ chấp chặt, chấp nặng không chịu buông, là vẫn đi con đường khổ, tự mình làm cho khổ mình, chứ không ai khác cả. Xin kể một câu chuyện để thay lời kết thúc. Ngày xưa có một người nọ, có việc phải vất vả băng núi lộ sông, đi qua những vách núi sừng sững, treo leo, rất nguy khốn. Bất thần anh ta bị hụt chân té xuống vực sâu, sinh mạng giờ chỉ còn trong chớp mắt. Anh đưa hai tay quơ quạng, quơ vào trên không trung thì may mắn chụp được một cành cây khô trên vách núi. Anh mừng rỡ vì mình còn có cơ hội sống sót. Nhưng khổ nổi, cả người anh cứ bị treo lơ lửng, không thể xuống hay là lên. Trong lúc vô cùng nguy cấp, anh nhìn lên bờ chợt thấy Đức Phật Từ Bi đứng nhìn xuống. Gặp được cứu tinh, anh vội vàng cầu xin Phật Từ Bi cứu vớt. Đức Phật hiền từ nói: "Ta sẵn sàng cứu, nhưng ngươi phải nghe theo lời ta." Anh ta thưa: "Bạch Ngài, đến nước này con đâu còn dám cãi lời Ngài, con nhất định nghe lời Ngài chỉ dạy." Đức Phật nói: "Tốt lắm, bây giờ ông hãy buông tay đang nắm cành cây ra." Người này nghe xong liền nghĩ: "Nếu buông tay, sợ sẽ bị rơi xuống vực sâu muôn trượng, tan xương nát thịt, làm sao bảo toàn sinh mạng đây?" Vì sợ mất mạng nên hai tay của anh càng nắm chặt hơn. Phật bảo: "Ngươi không chịu buông cây, đưa tay lên cho ta thì làm sao ta cứu được ngươi?" Thế nhưng anh ta vẫn khư khư nắm chặt cành cây. Đức Phật dù có thương cũng đành chịu. Lời Phật dạy: khi khó khăn hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng, để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê vật dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi vật dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm
không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa, tôi chẳng thà sinh vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán. Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, Chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là Thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời: "Hãy làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử. Không ai có thể tránh khỏi." Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt và là một trong những nguyên nhân khiến ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong một đoạn kinh văn có mô tả: sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như như ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: "Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy?" Đức Phật trả lời: "Ta là Phật, là bậc giác ngộ đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa." Vị du già sư nghe xong quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu không tin, và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của ngài thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường vượt khổ. Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ, thế mà oái oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giống bảo đời người chẳng chừa bất cứ ai, nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi
có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng, trí chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy: phiền não tức bồ đề. Con người sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần, do hoàn cảnh bên ngoài tác động, như làm ăn thất bại, người khác ganh tị quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác tán, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể, bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng nếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát, vươn lên từ bùn lầy nước động, nở hoa, tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên, trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm, Phật dạy: câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng, sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay, vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau, vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế, chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm, chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn giải thoát an lạc. Đau khổ, chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta, bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh
bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi, mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã, thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu vồng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: "Giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không?" Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: "Không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy." Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu. Nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương. Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí. Trong cuộc sống, muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa thì thành công mới thực sự đến với con." Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu. Nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi lùi bước bi quan. Họ đâu biết rằng bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hời hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chảy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau, bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc, bạn cần phải vượt qua, bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì,
thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ, chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước, thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. Lời Phật dạy, cách lìa khổ được vui. Làm được điều này, hát cuộc đời an nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời này ngắn lắm. Ai cũng cần phải nỗ lực, cố gắng để có cuộc sống như ý muốn. Chúng ta hãy thử nghe lời Phật dạy để luôn có quý nhân trợ vận, hạnh phúc như ý nha. Thứ nhất là sống không tham niệm. Sống không tham niệm cũng là một trong những lời Phật dạy về lối sống hạnh phúc. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ trong lòng rằng tất cả những người đang ở bên ta đều có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, trở nên tham lam, mong muốn người khác luôn giúp đỡ mình. Người dù tốt với mình, nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Ngay như bố mẹ,
với tình yêu thương vô điều kiện với chúng ta, cũng chẳng thể nào ăn đời ở kiếp bên ta, che chở bao bọc cho ta mãi được. Chuyện phận hữu hạn dài ngắn khác nhau. Quý nhân lớn nhất của cuộc đời mỗi người chính là bản thân mình. Quá vừa dẫm tham niệm vào sự hỗ trợ giúp đỡ của người khác, mong ngóng quý nhân xuất hiện mỗi khi khó khăn, mà không có sự cố gắng của chính mình, thì chắc chắn sẽ có ngày rơi vào cảnh bơ vơ hụt hẫng. Thứ hai là sống lương thiện, yêu thương mọi người. Con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình. Song con người cũng là giống loài biết tư duy. Nghe Phật dạy làm người, lương thiện làm việc không cần cố gắng. Tiết chế ích kỷ của mình, lòng lương thiện sẽ mạnh lên. Người có tấm lòng lương thiện luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người, vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến. Bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm một phần công đức. Ông trời chẳng phụ người có công, đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành. Sống lương thiện, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu. Nghe lời Phật dạy, tấm lòng lương thiện sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời. Thứ ba là sống khiêm nhường. Sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết. Theo lời Phật dạy, con người ta sống trên đời phải biết học hành khiêm tốn. Đó là đức tính mà ai cũng cần tu dưỡng. Dù có cao sang quyền quý đến đâu mà khinh khi người xung quanh mình, chúng ta sẽ tự chuốc lấy nỗi khổ cho mình. Dần hào quang trên đầu cũng sẽ dần biến mất. Nhưng khi học được hạnh lắng nghe, khiêm tốn, dù giàu hay nghèo, thì cuộc đời cũng sẽ được thêm nhiều dần hào quang bao bọc. Quý nhân cũng từ đó mà ra. Thứ tư là sống biết hàm ơn. Uống nước phải nhớ nguồn. Con người ta không ai có thể trở thành người tốt nếu quên đi gốc gác nguồn cội của mình. Cũng sẽ chẳng có được phúc báo tốt lành khi quên đi người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Quý nhân có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta, là người giúp chúng ta từ việc nhỏ nhất trở đi. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không bút gì có thể tả xiết. Đó là quý nhân đầu tiên của đời ta. Tiếp bước vào đời, ta được quý nhân là thầy cô chỉ bảo giảng dạy cho ta. Lại có thêm quý nhân nữa là bạn bè luôn ở bên yêu thương giúp đỡ ta. Biết ơn người từng giúp đỡ mình cũng là cách để thu hút dẫn quý nhân. Những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta đều mang một ý nghĩa nào đó. Hà cớ gì phải đi đâu xa xôi để kiếm tìm quý nhân. Thứ năm là sống quyết đoán, biết hành động đúng lúc. Đừng nghĩ rằng ta chỉ có thể thành công khi có quý nhân trợ giúp. Theo lời Phật dạy, người chín chắn, trưởng thành khi có ý tưởng tốt, đã suy nghĩ kỹ càng thì nên lập tức hành động, chớ nên do dự đắn đo để lỡ thời cơ. Cách gặp quý nhân cực dễ chính là bản thân bạn phải tự tin vào bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, thì khi đó sẽ dễ được quý nhân trợ giúp. Người chưa làm đã lo thua thiệt thì dù có quý nhân bên mình cũng khó làm nên chuyện. Thứ sáu là sống có khí phách. Quý nhân sẽ ưu ái giúp đỡ những người có khí phách, bởi ở họ luôn toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Quý nhân cảm nhận được rằng sự trợ giúp mà mình dành cho họ sẽ thực sự đáng giá và đem lại kết quả tốt. Người có khí phách, có ý chí, có tham vọng, có ham muốn học hỏi để không ngừng tiến bộ vượt bậc. Họ không giấu dốt, không ngại thể hiện ra mình còn có nhiều thiếu sót và bày tỏ tinh thần cầu tiến, nên được quý nhân hỗ trợ. Còn với những người so đo tính toán, không kiên định, dễ thay đổi,
lại sợ mất thể diện, thì dù có được quý nhân trợ giúp, chưa chắc họ đã chấp nhận và vui vẻ làm theo. Phật dạy về chữ tham, lòng tham và nỗi khổ vì tham. Phật dạy, ba nỗi khổ cũng là ba nguyên nhân dẫn tới khổ đau của con người là tham, sân, si. Trong đó, chữ tham đứng hàng đầu. Vì lòng tham nên mới sân hận, vì tham nên mới si mê, u tối. Dục vọng từ tham mà ra, cũng vì tham mà lớn lên thành nghiệp ác. Tham lam không phải là bản chất của con người. Phật dạy rằng, bất kể ai sinh ra như tờ giấy trắng, đều có trái tim thuần hậu và thiện lương. Nỗi tham lớn dần lên theo năm tháng, theo những điều mà con người muốn sở hữu và đang sở hữu. Càng có nhiều thì càng tham nhiều, càng mong nhiều lại càng tham nữa. Dục vọng không bao giờ dừng lại. Lòng tham tạo nên dục vọng, và dục vọng phóng đại lòng tham. Nếu không biết tiết chế, kìm nén lòng tham, thì chắc chắn con người sẽ rơi vào tai họa. Vì như Phật đã nói, lòng tham nổi lên, phúc đức tiêu tán. Dù làm trăm ngàn việc tốt, cố gắng tu tích thế nào mà không buông bỏ được lòng tham, thì tai họa dẫn đến, phúc lộc vẫn bay đi, không giữ lại được gì. Mà tham thường đi liền với ác. Vì tham nên làm ác để thỏa mãn thứ mình muốn, làm ác để thỏa lòng tham vô bờ bến. Người xưa có câu, người sống thiện họa sẽ rời xa, cho dù phúc chưa tới. Người sống ác, phúc sẽ rời xa, cho dù họa chưa tới. Đừng nghĩ rằng tham mà không bị báo ứng. Nhân quả luôn có, dẫu rằng đến muộn. Con người sống giữa nhân sinh là đều thuận theo luân hồi nghiệp báo, không ai tránh được, càng không ai thay đổi được. Vì thế, Phật dạy buông bỏ lòng tham, tu tâm dưỡng tính, chính là việc đầu tiên để tích đức hành thiện. Muốn thiện, trước hết phải hết tham. Muốn phúc, trên hết là phải biết đủ. Không tham lam, không vọng tưởng, thì hạnh phúc ngay trong phút giây ấy, phúc đức ngay trong phút giây ấy. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó là đại trí tuệ. Cuộc sống là vô hạn, đời người là hữu hạn, cũng như thứ trên đời này là vô hạn, khả năng của con người là hữu hạn. Cứ níu kéo những điều không thể thuộc về mình, dành những thứ vốn không thể với tới, chính là một loại đau khổ, một loại hành xác. Từ bỏ tham lam, sống đời bình an. Tham lam là liều thuốc độc. Đức Phật chỉ về ba điều khiến người ta mất đi mới biết, khiến ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Con người ta mệt mỏi cũng bởi sân si. Càng tham ái sân si nhiều thì càng mệt mỏi. Vì thế, trước khi rời bỏ cuộc đời này mà đi, nhất định phải học được ba điều này. Hãy cùng đọc câu chuyện sau đây. Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa, nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo. Ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất thực ra đều hư vô như mây khói. Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm. Hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Vị tỷ phú về nhà trong lòng phấp phỏng hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc: hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút. Làm liên tục như vậy 21 ngày. Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng rồi ngã lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt, một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Vì trước đây, công việc bận rộn,
nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào, hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy. Trái tim ông bỗng thổn thức. Chưa bao giờ ông có được cái cảm giác thoải mái như bây giờ. Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết: hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày. Trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cầm cuội đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi sự xúc động. Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ ba. Tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bài cát. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết và lại cuốn đi. Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế. Thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa. Thì ra, con người ta chỉ cần học được 3 điều trên thì sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Thứ nhất là nghỉ ngơi, thứ hai là cho đi, và thứ ba là buông xuống. Là người nhất định phải biết nghỉ ngơi. Phật giáo cho rằng, trong xã hội này có 2 loại người. Một là quá tham lam, mong muốn và theo đuổi sự thành công, mong muốn kiếm tiền, ham muốn sao cho mình không ngừng vươn xa hơn nữa. Còn loại người thứ hai là sống không có mục đích, không có chí tiến thủ. Nhưng chúng ta cần nhận thức rõ rằng, có người mới được ít đã thấy đủ, có người biết đủ và cảm thấy vui vẻ. Đây là 2 dạng người không giống nhau. Người được ít mà thấy đủ chính là người chỉ cần được chút ít đã xem là đủ. Người biết đủ, cảm thấy vui vẻ chính là người có nhiều cũng cảm thấy đủ, có ít cũng cảm thấy đủ. Có được nhiều thì càng tốt, có được ít cũng không sao. Họ không để mình cảm thấy đau khổ, không làm tổn hại đến người khác. Đó chính là biết đủ, sẽ cảm thấy vui vẻ, tri túc. Nếu một người nào lao đầu vào kiếm tiền, không chừa thủ đoạn nào để theo đuổi thành công và tài phúc, mà không biết dừng nghỉ, sẽ có ngày cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Theo đuổi những chân trời viễn mộng khiến ta rất đau khổ, rất căng thẳng, bởi vì khi ta đã giành được nó, ta lại sợ sẽ mất đi. Sau khi mất đi thì lại muốn giành được nó. Cũng gần giống như việc đánh bạc, mong muốn tất cả những đồng tiền ở túi kẻ khác là tiền của mình. Bị thua lại mong thắng, thắng được rồi lại muốn thắng nữa, không bao giờ biết thỏa mãn. Người thông minh là người biết nên làm và nên nghỉ ngơi hợp lý. Có như thế mới cân bằng cuộc sống và an nhiên tự tại. Đồng thời, con người sống cũng phải biết cho đi. Trong cuộc sống này, những gì ta cho đi bằng tình người mới thực sự đúng nghĩa là cho, mà không phải là sự trao đổi hay mua bán dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, nếu ta biết cho đi những giá trị vật chất để giúp đỡ hoặc chia sẻ khó khăn cho người khác, thì đây chính là cách giúp ta có thể nhận lại được niềm vui và hạnh phúc, bởi trong ta không có sự toan tính. Khi cho đi mà chúng ta không kèm theo bất cứ một điều kiện hay sự mong cầu nào, thì chính ngay khi ấy chúng ta đã nuôi dưỡng được lòng từ bi vô hạn. Khi ta cho mà không có sự tính toán, thì sự cho ấy mới là cao thượng, nên ta sẽ nhận được sự an lạc, hạnh phúc. Còn một điều nữa, đó là phải học cách buông xuống. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham, sân,
si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả, thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham sân si, của mạn nghi, ác kiến, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm thôi rồi quên hết đi, cho đời mình được an vui. Tham lam là một liều thuốc độc, và dục vọng lại là con dao hai lưỡi. Có một cuộc sống ổn định rồi, vẫn muốn theo đuổi sự thoải mái. Có cuộc sống thoải mái rồi, lại muốn hưởng thụ những vật chất xa hoa. Nếu dục vọng không có điểm dừng, thì con người vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, và cũng không bao giờ tìm kiếm được niềm vui. Hãy trân trọng những gì bạn đang có. Bạn sẽ thấy rằng bản thân mình là người giàu có nhất trên cõi đời này. Bạn nên biết rằng khi bạn cả đời lao động vất vả, và khi đến tuổi về hưu, có nghĩa là bạn đã làm xong nghĩa vụ với đất nước, với gia đình và với bản thân mình. Đây là lúc bạn phải buông tất cả để niệm Phật và tu hành làm điều công đức, để tạo nhân duyên phước đức cho mình mà về với Phật. Nếu bạn còn tham và làm việc để kiếm thêm tiền, tức là bạn đã ăn hết lộc của bạn ở đời này, đời sau bạn sẽ trở thành người nghèo khổ nhất thế gian. Và cái quan trọng là khi chết, tất cả dứt đi hết, không mang được gì, mà nghiệp thì vẫn phải trả. Vậy thì còn lý do gì để bạn không buông xả? 10 điều đại gia hay kẻ bần cùng cũng phải chấp nhận. Thứ nhất, đó là thất bại. Chấp nhận một sự thật rằng thất bại không loại trừ một ai, và những người thành công là những người thất bại nhiều nhất. Chỉ khi bạn dám thất bại mới thoát khỏi những nỗi sợ hãi đang dây quanh mình, mới mong rằng có được cuộc sống an nhiên. Nếu bạn không thực sự khởi động và nỗ lực trên đường đi, thì cũng không có điều gì bất ngờ gõ cửa nhà bạn được cả. Bạn thường nghĩ xem, người thành công và thất bại có khác gì nhau? Thực tế là không khác nhau nhiều như bạn nghĩ. Kết thúc một cuộc đua giành được giải nhất, sau khi đón nhận niềm vui, bạn vẫn phải tiếp tục nỗ lực tập luyện. Còn nếu thất bại ở cuộc đua, thì sau khi đối mặt với nỗi buồn, bạn vẫn phải tập luyện tiếp thôi. Vậy thì, hãy bỏ qua mọi rào cản để tiếp tục hành động đầy nhiệt huyết, bất chấp thất bại hay là thành công. Thứ hai là không thể lựa chọn xuất thân. Không ai có thể tự chọn nơi mình sinh ra. Có người sinh ra đã có cuộc sống nhung lụa, có người lại nghèo hèn, không chốn nương thân. Có trách cứ số phận cũng không được gì, thì tại sao không học cách chấp nhận? Nếu không thay đổi được hướng gió, thì hãy điều khiển cánh buồm. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm lúc này, đó là thay đổi chính bản thân mình. Trong cuộc sống, không ai có thể tự lựa chọn xuất thân của mình. Chúng ta không thể chọn được nơi mình sinh ra. Mỗi người mang trong mình một câu chuyện riêng, một bước đường khác nhau và một tầm nhìn riêng về cuộc sống. Xuất thân có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cơ hội và điều kiện khởi đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên bị giới hạn bởi xuất thân của mình. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống, và những quyết định và nỗ lực của chúng ta mới là yếu tố quyết định sự thành công. Ngay cả khi chúng ta không có quyền lựa chọn xuất thân, chúng ta hoàn toàn có thể tự quyết định đường đi của mình. Chúng ta có thể đặt mục tiêu, học hỏi và
phát triển bản thân để vươn lên và đạt được thành công. Cái quan trọng là chúng ta không nên trách móc hay đổ lỗi cho xuất thân, mà hãy sử dụng nó làm động lực để vươn lên và chứng minh giá trị của bản thân. Cuộc sống không công bằng và không đồng nhất, nhưng đó cũng là điều làm cho nó thú vị và đáng giá. Bằng việc chấp nhận và khám phá những điểm mạnh trong bản thân, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ rào cản nào và tạo ra những kết quả tốt đẹp. Không thể lựa chọn xuất thân, nhưng chúng ta luôn có quyền tự quyết định con đường mà chúng ta muốn đi và tạo nên tương lai của chính mình. Thứ ba là sự cô đơn không ai hiểu thấu. Dù bạn nghèo khó hay là giàu sang, đang tràn ngập niềm vui hay là chìm trong nỗi buồn, thì cứ là con người thì ai cũng từng trải qua cảm giác cô đơn không ai thấu hiểu. Từ thẳm sâu trong tâm hồn, cảm giác cô đơn này luôn ngự trị trong mỗi chúng ta. Đó là cảm xúc tất yếu để thôi thúc chính mình đi tìm bản ngã, ý nghĩa chân thực của đời người. Sự cô đơn là một trạng thái tâm lý đau đớn khi chúng ta cảm thấy không có ai hiểu thấu. Dù có sống trong đám đông đông đúc, nhưng lòng cảm thấy trống rỗng và cô đơn không thể tan đi. Có những suy nghĩ, cảm xúc và trăn trở mà không thể chia sẻ hoàn toàn với ai khác. Cô đơn không chỉ là sự thiếu vắng sự hiện diện của người khác, mà còn là sự thiếu đi sự kết nối tình cảm và sự thấu hiểu sâu sắc. Chúng ta có thể đứng giữa đám đông, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn vì không ai thực sự hiểu được những khó khăn, sự đau đớn và ước mơ của chúng ta. Tuy nhiên, quan trọng nhất là không gục ngã trước sự cô đơn. Chúng ta có thể tìm sự đồng viên và cảm thông trong những nguồn năng lượng tích cực khác như nghệ thuật, âm nhạc, viết lách hay thậm chí là trong sự trầm lặng của chính bản thân mình. Cô đơn cũng có thể là một cơ hội để tự tìm hiểu, khám phá bản thân và nuôi dưỡng trái tim của chúng ta. Hãy nhớ rằng, không ai có thể hiểu hoàn toàn con người ta. Nhưng đó không có nghĩa là chúng ta không thể tìm được sự kết nối thực sự và tìm thấy người hiểu chúng ta. Chúng ta có thể xây dựng mạng lưới hỗ trợ, tìm kiếm những người đồng cảm và chia sẻ cảm xúc của mình. Bằng cách làm điều đó, chúng ta có thể đánh bại sự cô đơn và tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Thứ tư là người rời xa bạn. Khi người ta đã muốn bỏ bạn mà đi, tức là cánh cửa vừa được khép lại, cũng là lúc cánh cửa mới mở ra. Đây thực sự là cơ hội để cho cả hai được gặp những con người mới. Gặp nhau vì cái duyên, và họ rời xa bạn cũng vì cái duyên, thì có níu kéo cũng không được gì. Buông tay họ ra, để cả hai cùng có con đường tốt hơn để đi. Người buồn ở đây không phải là bạn, mà chính là họ. Vì đã không may mắn có được bạn, vì thế cần gì chúng ta phải cố gắng thay đổi sự thật này, mà hãy cứ chấp nhận và bước tiếp. Thứ năm là thời gian sẽ trôi qua. Theo dòng chảy của cuộc sống, dù niềm vui hay nỗi buồn rồi cũng sẽ dần trôi đi. Vì thế, hãy chấp nhận sự đổi thay như là điều tất yếu. Nhiều người cố gắng níu kéo tuổi xuân và làm mọi cách để trông mình trẻ hơn. Tuy nhiên, họ nên chấp nhận thực tế rằng ở mỗi lứa tuổi của chúng ta đều có một nét đẹp riêng. Dù bạn giàu hay nghèo khó, thời gian đều công bằng với mọi người. Quan trọng là bạn dùng từng phút từng giờ của bạn để làm gì mà thôi. Hãy thôi tìm cách níu giữ thời gian, mà thay vào đó, hãy làm cho từng giây từng phút của bạn sống phải thực sự có ý nghĩa. Thứ sáu là
cuộc sống không công bằng. Cuộc sống này vốn dĩ không có gì là công bằng. Vì như thế, nó mới là mục tiêu mà chúng ta mong muốn tìm đến. Hãy thử nhìn lại cơ thể bạn xem, có gì là hoàn toàn cân đối không? Hay là tay này nọ hơn tay kia? Hai chân cũng không đều nhau, và một mắt to, một mắt nhỏ. Vậy nên, hãy chấp nhận sự không hoàn hảo trong thế giới này, để chúng ta tập trung vào việc tùy cơ mà ứng biến. Cuộc sống không công bằng, đó là một sự thật không thể phủ nhận rằng mọi người sinh ra với điều kiện khác nhau, cơ hội khác nhau và khả năng cũng khác nhau. Một số người được sinh ra trong gia đình giàu có và được hưởng mọi tiện nghi, trong khi người khác thì phải đối mặt với khó khăn và nghịch cảnh. Sự không công bằng cũng tồn tại trong việc phân phối tài nguyên xã hội. Một số người có được giáo dục tốt, công việc tốt và cơ hội phát triển, trong khi người khác lại phải đấu tranh với nghèo đói, thiếu hụt và cảm giác bị đánh đồng. Các yếu tố xã hội như tôn giáo, tộc người và giới tính cũng có thể tạo ra sự không công bằng và định kiến. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên gục ngã trước sự không công bằng. Thay vì cảm thấy bất lực và oán trách, chúng ta có thể tập trung vào những điều chúng ta có thể làm để thay đổi tình hình. Chúng ta có thể nỗ lực học hỏi, phát triển kỹ năng và tạo ra cơ hội cho bản thân mình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đóng góp vào xã hội để làm cho cuộc sống công bằng hơn, bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội, đấu tranh cho những quyền lợi và cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi và tiến bộ. Dù cuộc sống không công bằng, nhưng điều quan trọng là chúng ta không bị đánh bại bởi nó. Chúng ta có thể tự quyết định cách chúng ta đối mặt với thách thức và tạo ra sự khác biệt. Cuộc sống có thể không công bằng, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong việc đấu tranh và xây dựng cuộc sống của chính mình. Thứ bảy, đó là lãng quên. Ngay cả những việc tưởng như không thể quên, cuối cùng rồi cũng phải lùi vào dĩ vãng. Vết bụi thời gian sẽ dần làm mờ đi tất cả. Cuộc sống gì có kỷ niệm nên mới có những phút giây hoài niệm. Hãy cứ sống an nhiên, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Vui với hiện tại là điều nên làm nhất. Lãng quên là một khía cạnh đáng buồn trong cuộc sống. Chúng ta có thể lãng quên những kỷ niệm, những người thân yêu, những điều quan trọng trong quá trình đi qua cuộc sống. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy mất mát và cô đơn vì không thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, lãng quên cũng có thể là một phần tự nhiên của sự tiến xa. Đôi khi, chúng ta phải để những ký ức cũ trôi đi để tạo không gian cho những trải nghiệm mới. Lãng quên cũng là một cách để chúng ta giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng quá khứ và tập trung vào hiện tại và tương lai. Dù cho lãng quên có thể là đau đớn, chúng ta có thể học cách chấp nhận và tiếp tục đi tiếp. Chúng ta có thể tìm cách tạo ra những kỷ niệm mới, xây dựng lại mối quan hệ và tận hưởng những thứ đang xảy ra chung quanh mình. Đôi khi việc lãng quên là một cơ hội để bắt đầu lại và định hình lại cuộc sống của chúng ta. Dù chúng ta có lãng quên một phần nào đó, điều quan trọng là giữ vững giá trị và nguyên tắc của bản thân. Lãng quên không định hình toàn bộ cuộc sống của chúng ta, mà chỉ là một phần trong hành trình của chúng ta mà thôi. Quan trọng hơn cả là chúng ta không nên lãng quên bản thân và những giá trị đích thực mà chúng ta đang mang trong lòng. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là một hành trình dài và lãng quên chỉ là một phần của nó thôi.
hãy trân trọng những gì đang diễn ra và tìm cách tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống hàng ngày. Thứ tám là mọi điều không diễn ra theo kế hoạch. Bạn đã bao nhiêu lần lập kế hoạch, nhưng nhận thấy chúng đều không thể diễn ra 100% như bạn đã dự đoán. Cuộc sống này biến đổi khôn lường. Vì thế, cho dù bạn đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, nhưng nó vẫn tuân theo quy luật không hoàn hảo của vũ trụ này, nên sai sót vẫn có thể xảy ra. Hãy chấp nhận thực tế này, và chúng ta liên tục phải sửa đổi, cải tiến cho mọi thứ tốt lên. Nhưng bên cạnh đó, phải hiểu ra rằng luôn có những giải pháp tốt hơn cách bạn đang làm. Thứ chín là người khác cười nhạo. Chúng ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, có trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, nên cách tư duy của họ làm sao mà giống mình được. Họ cười nhạo vì chúng ta khác họ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nói là việc của họ, còn nghe hay không phụ thuộc vào lựa chọn của chính chúng ta. Vì thế, cứ mỉm cười khi đối mặt với tất cả điều này. Khi bị người khác cười nhạo, cảm giác tổn thương và bất lực thường xuyên tràn đến trong tâm hồn. Những lời chế giễu và sự coi thường từ người khác có thể làm giảm tự tin và gây đau đớn cho con tim. Những tiếng cười truyền qua không gian như mũi tên đâm thẳng vào lòng làm cho chúng ta cảm thấy bất an và tự hỏi về giá trị của bản thân. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chúng ta không nên để cho những lời chê bai và sự cười nhạo của người khác xác định giá trị của mình. Chúng ta đáng được tôn trọng và coi trọng vì những đặc điểm và phẩm chất riêng mà chúng ta đang mang trong mình. Đừng để người khác làm mất đi niềm tin vào bản thân. Thay vì đáp trả bằng cách trả đũa hay cay độc, hãy chọn đối mặt với sự cười nhạo bằng sự tự tin và khẳng định bản thân. Chúng ta có thể đánh lừa sự cười nhạo bằng cách chứng minh rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nó. Hãy tập trung vào những mục tiêu của bản thân, phát triển kỹ năng và đạt được những thành công mà chúng ta muốn. Hơn nữa, hãy tìm sự hỗ trợ và gắn kết với những người có cùng tư duy và giá trị. Họ sẽ là người đồng hành, người ủng hộ và khuyến khích chúng ta khi chúng ta cảm thấy yếu đuối. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và biết rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc sống này. Cuối cùng, hãy nhớ rằng người khác chỉ có quyền đem lời chế giễu và cười nhạo khi chúng ta cho phép. Đừng để sự cười nhạo của người khác chi phối cuộc sống của bạn. Hãy tỏa sáng và khẳng định giá trị của mình, vì chúng ta xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Thứ 10 là không tránh khỏi cái chết. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là cái chết. Cuộc sống vẫn luôn vận hành không ngừng, vì thế nay sống mai thác cũng là điều không thể tránh khỏi theo quy luật của tự nhiên. Thay vì ngồi nghĩ về kết quả tồi tệ, thì chúng ta có thể chọn thái độ khác bằng cách loại bỏ nó ra khỏi đầu để có cuộc sống an nhiên, thanh thản. Nếu còn tồn tại trên đời này, thì hãy để những giây phút được sống thực sự có ý nghĩa bạn nhé. Chúng ta không thể tránh khỏi cái chết, một sự thật tàn nhẫn và không thể tránh được trong cuộc sống này. Dù ta có cố gắng hết sức để bảo vệ sức khỏe và đối mặt với những nguy hiểm, cuối cùng chúng ta đều phải đối diện với sự chấm dứt của cuộc sống. Cái chết không chỉ là một sự kết thúc, mà còn là một phần của trò chơi tự nhiên. Nó là một dòng xoáy của sự sống và sự tàn phá mang theo sự khắc nghiệt và không thương tiếc. Dù chúng ta có sợ hãi hay không,
chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng trong sự tàn bạo đó, có một sự đẹp và quý giá. Cái chết là một lời nhắc nhở về tính ngắn ngủi của cuộc sống, khuyến khích chúng ta sống đúng mục đích và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Đó là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống là quà tặng và chúng ta cần sống một cách đầy đủ và có ý nghĩa. Cái chết cũng đưa ra câu hỏi về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống. Chúng ta không thể tránh được sự chấm dứt, nhưng chúng ta có thể xác định được những giá trị và mục tiêu của chúng ta trong suốt thời gian chúng ta có trên trái đất này. Chúng ta có thể xây dựng những đóng góp ý nghĩa để lại di sản và ảnh hưởng tích cực cho thế hệ sau. Với sự chấp nhận về cái chết, chúng ta có thể sống một cuộc sống ý thức và tỉnh thức hơn. Chúng ta có thể trân trọng mọi phút giây, yêu thương và trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta có thể đối mặt với sự chấm dứt, với lòng bình tĩnh và sẵn lòng tiếp nhận sự khác biệt. Hãy sống mỗi ngày của cuộc đời mình một cách đầy đủ và không hối tiếc. Biết rằng cái chết là một phần của hành trình này.